Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với giải Ngân Hà Galactico tại Real Madrid, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với video tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đấu trường La Liga. Đấu trường La Liga thì các cầu thủ Việt Nam là chưa có cơ hội được trải nghiệm, và người gọi là có tin đồn nhiều nhất các thứ là cái hồi mà Quang Hải trước khi sang nước ngoài ấy, là đã có tin đồn với lại đội nào nhỉ? Mình không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ là nó ở La Liga. Và đây sẽ là trận mở màn La Liga của chúng ta nha anh em. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Đấy, chúng tôi đặt ra những cái tiêu chuẩn riêng của mình. Không biết có hỏi về Tiến Linh không? Ô, không thấy hỏi riêng về Tiến Linh à? Ok. Damos por concluida la rueda. Ủa, Quang Hải yếu lắm rồi anh em ạ. Chắc Quang Hải trận này cho dự bị thôi. Châu Bùi. Bên đi. Chắc trận này có mỗi Quế Hải đá chính được thôi anh em ạ. Hơi đuối. Còn nếu mua RB thì chắc là tí mình sẽ thử nghĩ xem là có thể là mua thêm một người nữa. Đang phân vân giữa Hồ Tấn Tài và Văn Thanh, nhưng mà do là Văn Thanh hôm qua mới nổ nên chắc mình sẽ mua Văn Thanh. Mặc dù là mình đang ưng Hồ Tấn Tài hơn, nhưng mà à Hồ Tấn Tài hơn, nhưng mà kệ chứ. Vừa đóng quả đại bác Văn Thanh hôm qua. Chút nữa anh em chấp nhận chịu khó là tập này thì đầu trận các cầu thủ Việt Nam đang đuối sức rồi, tại vì vừa giành cúp xong. Well, it is one of the great venues in world football and well worth a visit should you get the chance. Here we are at the Mestalla in Valencia. I'm Derek Ray on the commentary gantry and delighted to be joined as always by Stuart Robson. And at this time of year, everyone is seemingly imbued with the spirit of happiness. Opening day in La Liga. It's Valencia. Chà, trên chết mình quên chưa chỉnh cái mình vừa quay video TikTok nhưng mà quên chưa chỉnh về cái normal. Nó giật giật giật. Ơi, nhiên tại cầm không nhận vậy. Rồi. Đây. Nhầm tí anh em ạ. Sân nó tối om mù mịt này. Cả dạo này FIFA 23 hơi nhiều lỗi, lỗi đồ họa các thứ cũng có. À, Rudiger nó không 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 đổ bóng trên sân kìa. Gabriel Paulista plays alongside Mukhtar Diakabi in central defense and operating up Toni front Kroos. Today. Rất lâu rồi Toni Kroos mới có cơ hội quay lại. Ơi giời, một rích truyền lỗi rồi. Well, a good place to win it back and let's see what it leads to. Benzema. Ok. Đó là Benzema. Sân này nó nhìn nó cứ tối tối trông nó khó chịu nào nhỉ. Có khi là mua nhiều cầu thủ Việt Nam quá lại còn được nhận lời mời làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam ấy chứ anh em ạ. Ronaldo. Ôi trời ơi anh Bảy ơi, lại nữa hả? Lại là anh Bảy, trời ơi. Yunus Musa. And space here on the flank. Ui. Ừ, anh em ạ, khả năng là mình phải skip trận này thôi. Nhìn nó mắt quá. Ok, thắng là được rồi. Bên dâm chấn thương này. Đùa. Từ từ nhá, trước hết là mình phải mua nốt một RB nữa. Tại vì Cavani đang không có người thay. Cavani đang không có người thay thì ok, từ Vũ Văn Thành vậy nhá. Hiến luôn ông Văn Thành.
3 năm đấy. Lương à? Lương bao nhiêu ta? Lương chắc 20.000 ok ấy nhỉ? Chết rồi, hố rồi, có vẻ hố anh em ạ. Xời, điểm A luôn mà. Ơ không, không có hoạt cảnh Văn Thanh về à? Squad hoop xem nào. Vũ Văn Thanh 34 quê Hải Dương, thôi cũng được. Đúng Văn Thanh quê Hải Dương, để vậy đi. Change kit number nhé. Anh 7 phải số 7. Ông ai cho mua Mendy vớ vẩn nhỉ? Đang có nhiều người mà. Không phải lo anh em ạ. À, thấy Moric có vẻ là yếu lắm rồi đấy. Được rồi. Mẹ điên à, nếu ai cho mua củ tỏi với va vẩn. À, phơ lăng Mendy à? Phơ lăng Mendy thế thì Unback xem nào. Rồi, mua Kyle Walker vậy cũng được, về dự bị. Ủa, Linh Hà Lan kìa. Julian Alvarez xem sao. Không lấy tiền và đòi Julian Alvarez. Nhẹ này. Thôi 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 thôi. Thế thì thôi nhá. Rồi, bây giờ các cầu thủ Việt Nam sẽ có lần đầu ra mắt Santiago Bernabeu. Ôi, Benzema chấn thương rồi. Benzema chấn thương rồi anh em ơi, và như vậy đây là cơ hội của Tiến Linh rồi chứ không còn ai khác nữa. À, được rồi, tôi sẽ cho Hoàng Đức lên đá CM và cho Châu Bùi vào đá đây. Ok, khá là hợp lý. Benzema chấn thương vậy phải thay rồi. Ở đây Văn Thanh quên mất. Rồi, có tới 1 2 3 4 5 6 cầu thủ Việt Nam trong đội hình của Real Madrid tính đến thời điểm hiện tại và được ra mắt ở Santiago de Bernabeu. Our cameras on one man. Three goals in his last three games. Will he be hard to stop again? Stay with us on EA TV. Hello and welcome to one of the most recognizable venues in world football, the Estadio Santiago Bernabeu here in Madrid. I'm Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and alongside me. Rồi chúng ta sẽ cùng được nhìn các cầu thủ ở đây. Các cầu thủ Việt Nam. Đây là Division La Liga. It's Real Madrid and they face Elche. Well, cheers Derek. It was a good start. Sao máy lag thế nhỉ? Không sao, chắc không sao đâu. May thì anh 7 cũng đã quay trở lại với chiếc áo số 7 rồi. Nhưng mà ai đeo băng đội trưởng nhỉ? Không phải anh 7, thế thì ai? Nó là Tiến Linh nhá. Nó là Tiến Linh đeo băng đội trưởng anh em nhá. Không đùa đâu. Không phải à? Thì chắc là Rudiger hoặc là Củ Tỏi rồi anh em ạ. And the starting players for Real Madrid. Thibaut Courtois is in goal. Vinicius Junior starts with Cristiano Ronaldo. Chúng ta đang có Quế Hải, Văn Hậu, Văn Thanh, Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh. Oh, Derek, big moment here. Great reflex action. Quế Hải đã băng đội trưởng á? Anh em thấy cái băng đen đen ở tay không? Đây này.
Vãi trưởng, đúng Quế Hải đã bằng đội trưởng thật ạ. Ôi ôi, Quang Hải ơi. Ui dồi ôi, tìm bạn sút cũng ối rồi lắm anh em ạ. Đây là pha chạm bóng đầu tiên của Nưng Nưng. Well, real excitement here. I say that because it's his long-awaited debut coming up. What should we be looking for from him, Stuart? Well, I'd be looking for Hoàng Đức. Ui, Hoàng Đức không dê qua được rồi. Môi trường bóng đá Tây nó khác lắm anh em ạ. Không phải cứ thích dê dắt là được đâu. Quế Hải đường chuyền tốt cho Quang Hải và đây đang là Tiến Linh. Tiến Linh. Ui, Tiến Linh một người có lực sút tốt, dứt điểm xa các thứ là khá là ok. Văn Hậu, ui Văn Hậu chưa có bàn kìa, Văn Hậu đánh đầu nhưng mà bị cản lại rồi, hơi đáng tiếc. Rudiger, ui xà ngang kìa. Vẫn chưa khai thông được thế bế tắc cho Real anh em ạ. Real Madrid had a spring in their step last time out as they won against Valencia. How do you think this one will go? Hoàng Đức. Rất khéo. Hoàng Đức bấm bóng không được rồi. Châu Bùi. Đây đang là Văn Thanh. Xem Văn Thanh bình thường tạt liệu có tạt được cho được. Ê chà, tạt tốt đấy nhỉ. Tchouameni. Chết rồi, những cái đường bấm bóng như này thì bao giờ mới có bàn đây. Các cầu thủ bên Elche cũng đang cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu. Và Văn Thanh không tì được ông Fidel rồi. Ui rồi. Ui. Tìm bạn cũng thích sút xè à? Chết thật. Hoàng Đức. Đức phía bên đây đang là Tiến Linh. Khó cho Tiến Linh, đúng là Tiến Linh không thể nào xử lý bóng kiểu đấy được. Hai bên đều phòng ngự đang khá là khó chịu, ta sút xa thôi. Được rồi, sao bên cánh này không có ai mò sang, không chuyển được. Been very tense and an even battle so far, but neither side has played with enough quality to pose a real threat going forward, and that needs to change. Tchouameni, Vinicius, đây là Tiến Linh. Ui trời ơi, chết rồi. Có cách nào để ông Tiến Linh thôi? Đừng cắm ở trên đâu, cứ lùi về làm bóng này, tắm hết bóng rồi. Còn mẹ Tiến Linh này mất bóng nhiều thế. Không hề việt vị. Hải Quế. And a good challenge to bring that attack to an end. Yên lên. Vinicius Junior. Tiến Linh. Final pass, looking for the goal that would put them ahead. Hơi khó cho Quang Hải. Ố, không khen kìa. Vãi trưởng không khen luôn. So they get the ball rolling in the second half. Even Steven here. So little to choose between the sides. Đang hơi bí bài này. Bên kia nó phòng ngự lùi sâu cái là mình không biết đá kiểu gì đây. Hoàng Đức, đây là Ronaldo. Hẹn phòng ngự khó chịu quá. Raúl Guti. Fidel has it.
Hay. Ui giời, củ tỏi cứu thua kìa. Ui. Hoàng Đức. Cristiano Ronaldo. Tiến lên. Well, previously it was speculation, but now 100% confirmed. Oh, kìa. Bayern have got their man, Stuart. Bayern mua Pierre-Emile Højbjerg à? I think they paid just the right sort of figure for him, because on his day he can be a top-class player. I just hope he proves me right. Chấp di chuyển nhanh quá. Rất may là Hoàng Đức có chiều cao tốt nên là đá được. Đấy rồi. Và đó là thở mãi. Cuối cùng thì anh Bảy cũng phải ghi bàn thôi. Ai kiến tạo nhỉ? Lâu lắm mới được lại nhìn thấy anh Bảy trong màu áo trắng tại Bernabeu. Quang Hải kiến tạo chứ còn ai nữa. He's such a good technician. It's a wonderful goal. So the match has restarted. 1-0 here. Tiến Linh. Hơi khó cho Tiến Linh một số. Tiến Linh xử lý hơi chán anh em ạ. Giờ còn Quế Hải ở nhà thôi. Quế Hải. Ui, mẹ củ tỏi bắt ảo thế nhở. Ơi, vãi lều, đừng truyền. Ây, truyền này thì chết. Truyền thế này thì chết. Ôi giời ơi là giời. Vậy Derico Van Vật Đê thay thôi. Sao Quang Hải còn nhiều sức thì cơ. Hơi vô lý. Văn Thanh ra nghỉ được rồi anh em ạ. Văn Hậu cũng yếu rồi. Well, Real Madrid are going to make the change now. Đến lúc phải lấy chiến thắng thôi anh em ạ. Quang Hải chuyển này chết. Con mẹ sao cầu thủ chuyền kiểu gì nhỉ? What can Real do from this position? Ronaldo. Mẹ bọn này áp sát nhanh quá không làm El Tornado được anh em ạ. Into the final 20 minutes. Này đã khó chịu thật. Well, we have a mouth-watering tussle from La Liga coming up for you here on EA TV. It's Real Madrid against Real Betis. Hay quá, đó là Quế Hải. Đây rồi, Ronaldo kịp không? Không được rồi. Trận này mà hòa thì mẹ đúng nhục lắm này. Mascarell. A chance for him to get in behind maybe. Superb defensive judgment to end the attack. He's in behind. Oi. Oh, masterful defending to prevent what looked like a certain goal. 10 minutes left for play. And given the situation, a goal at this stage might well turn out to be a winner. He's protecting it well. Nào, thôi nhá. Củ tỏi bắt đáng hay tự nhiên lại vướng ngay quả. Well, every time they win the ball back, these Real fans are urging their team forward, but they need a winner here and there's not long left. Eduardo Camavinga. Đồng quá. An attack full of promise. Here's Valverde. Con mẹ Tiến Linh kìa. Tiến Linh cứ đứng chui rúc vào người chúng nó thì làm sao mà có khoảng trống được.
Đây rồi, Tiến Linh. Ý! Nốt quả cuối nào, chả nhét lại hòa. Quang Hải đang có cái duyên kiến tạo. Đây là Ronaldo. Không được kìa. Ôi, có hòa chứ. Quá có hòa trận này ạ. Chết thật. Tự nhiên mình cảm giác cầu thủ đá cũng cứ bị chậm chậm đi ấy. Thôi chúng ta tiếp tục thôi. Sporting CP á. Thôi. Benzema á. Thằng nào mua đấy? Chelsea à? Chelsea giờ mình đã không muốn bán Benzema lắm. Và muốn mua Benzema thì phải bán được cho tao thằng nào chứ. Ôi trời ơi, trông mẹ, nhìn cái hàng này của nó trông chả thằng đéo nào gì được ấy. Lại Chelsea thôi. Thôi. Cút. Graham Potter rồi mua ấy, vớ va vẩn, chết. Ai chà. Real Betis à? Được, xem nào. Chúng ta sẽ có thể làm được gì ở đây?